Kính thưa quý vị, ngày 9 tháng 11 vừa qua, hàng nghìn người dân Mỹ từ Seattle đến New York đã xuống đường tham gia biểu tình nhằm phản đối Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ Donald Trump. Các cuộc biểu tình nhanh chóng lan rộng khắp cả nước, từ bờ đông đến bờ tây, bộc lộ sự bất mãn của công chúng trước kết quả cuộc bầu cử Tổng thống. Tại các thành phố lớn như New York và Seattle, người dân mạnh mẽ lên tiếng phản đối các chính sách mà ông Trump đã cam kết thực hiện đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quyền tự do sinh sản và chính sách trục xuất người nhập cư. Tại New York, đông đảo người dân tập trung trước khách sạn và tòa nhà Trump International trên đại lộ số 5 cầm theo biểu ngữ với những khẩu hiệu như Chúng tôi tự bảo vệ mình và Thưa Tổng thống, còn bao lâu nữa phụ nữ mới được tự do, cùng câu hô vang Chúng tôi sẽ không nhượng bộ. Những khẩu hiệu này phản ánh quyết tâm không chấp nhận của công chúng. Trong khi đó, tại thủ đô Washington, thành viên của phong trào Women's March tập trung trước trụ sở của Heritage Foundation, tổ chức cánh hữu đứng sau dự án 2025. Dự án này với hơn 500 trang kế hoạch đề ra nhiều biện pháp hạn chế quyền tự do từ việc kiểm duyệt các ấn phẩm nhạy cảm, giải thể các bộ ngành quan trọng như thương mại và giáo dục đến việc loại bỏ phá thai khỏi dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hạn chế nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Người biểu tình ở đây dương cao khẩu hiệu như phụ nữ ngoan ngoãn không làm nên lịch sử, và bạn không bao giờ cô độc để thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ. Cùng ngày tại Seattle, nhóm người phản đối cũng tụ tập bên ngoài tòa tháp Space Needle, đồng thanh hô vang những khẩu hiệu chống lại chiến tranh, áp bức và nạn diệt chủng. Trước đó vào ngày 8 tháng 11, một nhóm khác đã tụ họp trước tòa thị chính Portland với các biểu ngữ phản đối chủ nghĩa phát xít và chuyển nỗi sợ thành hành động phản kháng. Bà Alice Mockwee, là chủ tịch của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH, chia sẻ, Chúng tôi đã đấu tranh nhiều năm vì y tế, nhà ở và giáo dục, dù là Trump hay Biden. Những cam kết đó vẫn chưa được thực hiện, và chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để biến những lời hứa này thành hiện thực. Không khí căng thẳng và các tiếng nói phản kháng vang lên khắp các thành phố lớn, minh chứng cho sự chia rẽ sâu sắc vẫn tồn tại trong lòng nước Mỹ. Quay trở lại thời điểm ngày 6 tháng 1 năm 2021, hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã đổ dồn về tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ với nỗ lực ngăn chặn kết quả chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống. Đám đông cuồng nhiệt này đã tràn qua các hàng rào chắn, phá vỡ các vòng an ninh và tiến sâu vào trong các tòa nhà, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Cuộc tấn công đã đẩy Quốc hội Hoa Kỳ vào tình trạng khẩn cấp khi các nghị sĩ phải nhanh chóng sơ tán, trong khi nhiều khu vực của tòa nhà bị phá hoại nghiêm trọng và đồ đạc bị đập phá tan hoang. Sự kiện này không chỉ là một vết nhơ đối với Nhà Trắng mà còn để lại những dư âm sâu sắc trong lịch sử Mỹ, đặc biệt là bởi 5 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Ngay sau khi sự cố diễn ra, FBI và Sở Cảnh sát Thủ đô Washington DC đã kêu gọi công chúng cung cấp thông tin và bằng chứng về những kẻ gây bạo loạn. Hàng nghìn hình ảnh và video từ người dân được gửi về, hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc xác định danh tính của nhiều người tham gia. Tuy nhiên, quá trình này cũng đã dẫn đến nhiều hiểu lầm, khiến một số cá nhân vô tội bị quấy rối không đáng có. Một số người cho biết họ liên tục phải nhận những cuộc gọi đe dọa và thông tin cá nhân của họ đã bị phát tán trên mạng xã hội. Phản ứng nhanh chóng với sự cố, FBI đã tổ chức họp báo, tuyên bố sẽ tiếp tục truy tố hàng trăm người liên quan. Đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng như nổi loạn và âm mưu phá hoại, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã bắt giữ hàng loạt đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra và truy tìm hơn 150 người liên quan đến cuộc bạo loạn. Quyền Bộ trưởng Tư pháp khi đó, ông Jeffrey Rosen, đã chỉ đạo việc chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc về Washington để xử lý, nhằm thể hiện sức mạnh pháp lý và chính quyền trong tình hình căng thẳng này. Đến giữa tháng 1, hơn 50 nhân viên chính quyền và sĩ quan cảnh sát đã bị điều tra nội bộ do nghi ngờ có thể đã đồng lõa với đám đông bạo loạn. Những sự kiện xảy ra vào ngày hôm đó đánh dấu một chương đen tối trong lịch sử nước Mỹ và là lời cảnh báo nghiêm túc về hậu quả của những tình trạng bất ổn nếu không được kiểm soát và xử lý kịp thời và chặt chẽ. Theo số liệu cập nhật mới nhất từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại quận Columbia, có tổng cộng 1.532 người đã bị truy tố liên quan đến vụ bạo loạn tại Điện Capitol, bao gồm 571 người bị cáo buộc tấn công, chống đối hoặc cản trở các cơ quan thực thi pháp luật. Trong số này, hơn 940 bị cáo đã nhận tội với các tội danh khác nhau, trong khi 195 người khác đã bị kết án. Tuy nhiên, một trong những bí ẩn lớn nhất chưa được giải mã xung quanh vụ bạo loạn này là danh tính của kẻ đã đặt hai quả bom ống bên ngoài trụ sở của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ một ngày trước khi cuộc bạo loạn xảy ra. Hậu quả từ cuộc bạo loạn tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào năm 2021 rất nghiêm trọng và đã lan rộng khắp nước Mỹ. Sau sự kiện này, một làn sóng điều tra và truy tố được tiến hành, đồng thời dấy lên những lo ngại về an ninh quốc gia và sức khỏe cộng đồng. Đáng chú ý nhất, cựu tổng thống Donald Trump đã bị luận tội lần thứ hai trong lịch sử. Cụ thể, ông bị truy tố với bốn tội danh liên quan đến vụ bạo loạn tại Điện Capitol và âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Các cáo buộc này bao gồm âm mưu lừa gạt nước Mỹ, âm mưu cản trở và hành vi cản trở một quy trình chính thức cùng với âm mưu tước quyền bầu cử công bằng của các cử tri. Các công tố viên cũng cáo buộc rằng chính ông Donald Trump biết rõ rằng các cáo buộc gian lận bầu cử mà ông liên tục tuyên truyền là sai, nhưng vẫn cố tình khuấy động sự giận dữ và ngờ vực trên toàn quốc, làm lung lay niềm tin của công chúng vào hệ thống bầu cử. Bản cáo trạng cũng liệt kê 6 đồng phạm không được tiết lộ danh tính, bao gồm 4 luật sư, một quan chức bộ tư pháp và một nhà tư vấn chính trị. Những người đã tham gia cùng ông Trump nhằm ngăn cản quốc hội công nhận chiến thắng của ông Joe Biden và tước đoạt quyền bầu cử công bằng của các cử tri Mỹ, dẫn tới vụ bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Vào tháng 7 vừa qua, ông Trump tiếp tục bị truy tố thêm các tội danh như cố ý giữ lại thông tin quốc phòng và cản trở công lý, nâng tổng số tội danh liên quan lên hơn 40. Ông bị cáo buộc đã cắt xén và che giấu bằng chứng, thậm chí giữ lại các tài liệu mật liên quan đến hoạt động quân sự của các quốc gia khác. Trước đó vào tháng 4, ông cũng đã phải ra hầu tòa tại Manhattan với 34 tội danh liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh. Bất chấp những cáo buộc pháp lý, ông Donald Trump vẫn kiên quyết phủ nhận mọi tội danh và tiếp tục dẫn đầu trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Hiện tại, ông đã trở thành tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, một sự trở lại ngoạn mục giữa bối cảnh bị vây quanh bởi vô số áp lực. Các cơ quan thực thi pháp luật cũng đã phát động một chiến dịch truy bắt quy mô toàn quốc nhằm tìm kiếm và bắt giữ những kẻ có liên quan đến các hành vi bất hợp pháp trong vụ bạo loạn trước đó. Trong vài ngày qua, hàng loạt vụ bắt giữ đã diễn ra. Nhiều nhân vật cấp cao trong lực lượng cảnh sát, quốc hội và các quan chức của chính quyền Trump đã buộc phải từ chức. Áp lực từ truyền thông và công chúng ngày càng gia tăng, dẫn đến yêu cầu kích hoạt tu chính án thứ 25 để loại bỏ ông Trump khỏi nhiệm kỳ đối với những người được xác định có liên quan trực tiếp đến bạo loạn, cuộc điều tra và bắt giữ diễn ra nghiêm túc và quyết liệt, không có bất kỳ sự khoan nhượng nào. Sau sự kiện bạo loạn, các tài khoản mạng xã hội của ông Trump trên Twitter, YouTube và Facebook đã bị khóa. Parler, nền tảng mạng xã hội nổi tiếng, thu hút nhiều người ủng hộ ông Trump, cũng bị Amazon ngừng cung cấp dịch vụ sau khi phát hiện các bài viết kích động bạo lực và kêu gọi lật đổ kết quả bầu cử. Sự kiện này còn mang đến lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 khi các chuyên gia y tế cảnh báo những tập trung đông đúc có thể làm tăng nguy cơ lây lan. Để đối phó với tình hình, an ninh đã được thắt chặt chưa từng có cho lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden, với hàng nghìn vệ binh quốc gia được huy động và một vành đai bảo vệ kiên cố xung quanh đồi Capitol. Sự kiện bạo loạn đã để lại một dấu ấn sâu sắc, nhắc nhở về hậu quả nặng nề của việc phá vỡ trật tự công cộng. Việc ông Donald Trump trở lại cương vị tổng thống đã thắp lên hy vọng cho những người bị bắt giữ trong vụ bạo loạn ở đồi Capitol khi ông từng hứa sẽ xem xét ân xá cho những người này trong chiến dịch tranh cử. Ông Trump từng nhiều lần làm giảm nhẹ tính nghiêm trọng của sự kiện ngày mùng 6 tháng 1, thậm chí còn gọi đó là ngày của tình yêu. Một số bị cáo liên quan đến vụ bạo loạn đã lợi dụng chiến thắng của ông Trump trước Phó Tổng thống Kamala Harris để yêu cầu hoãn xét xử hoặc giảm án. Tuy nhiên, những lời thỉnh cầu này đã bị thẩm phán bác bỏ và các bị cáo vẫn phải đối mặt với những cáo buộc trước pháp luật, bất chấp các nỗ lực trì hoãn. Cảm ơn quý vị đã xem video. Quý vị có nhận định gì về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mà chúng tôi đăng tải mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.